Ở hôm qua 10 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, qua công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong ngày đã ghi nhận một trường hợp có kết quả real-time PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được Bộ Y tế định danh mã số 225400, được phát hiện tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân trên là F1 của 2 ca bệnh 165481 và 165483. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 năm 2021, bệnh nhân 225400 được điều trị bệnh ung bú tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngày 10 tháng 8 năm 2021, test nhanh cho kết quả dương tính. Chạy khẳng định real-time PCR cũng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua điều tra truy vết, ghi nhận 3 nhân viên y tế là F1. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với bệnh nhân, các nhân viên y tế này đều có phòng hộ chủ động. Trong khi đó, rạng sáng nay, ngày 11 tháng 8 năm 2021, Bạc Liêu ghi nhận thêm hai trường hợp có kết quả real-time PCR dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm một trường hợp đang cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu và một trường hợp đang cách ly tập trung tại huyện Phước Long, hiện đang trong quá trình điều tra dịch tễ.